Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime Chine. Trong tập 2 phần 7 của Tiêu Viêm Đại Chiến Hồn Tộc, Đại Thiên Tôn Đấu Thánh hay Sao Trung Kỳ đã xuất hiện. Hắn xem thằng Tiêu Viêm dám đến phân điện Hồn Điện khi đột phá Đấu Thánh là có thật. Đối với Hồn Tộc, Tiêu Viêm chỉ cần ăn một tát là chết. Chuyển sang tập 3 phần 7 của Tiêu Viêm Đại Chiến Hồn Tộc, Tiêu Viêm chào anh bạn già Đại Thiên Tôn. Đại Thiên Tôn cũng chịu thanh niên Tiêu Viêm ra vắc quân đến chỗ này. Cốt U đã xin Đại Thiên Tôn không cần nói chuyện với thằng Tiêu Viêm làm gì. Cứ thẳng tay giết Tiêu Viêm lấy linh hồn. Linh hồn Tiêu Viêm bằng một năm một phân điện đi xích trộm buôn bán linh hồn. Dược Lão đã xuất hiện trước mặt Cốt U nói nhảm hơi nhiều. Cốt U phát hiện Dược Lão đột phá Đấu Thánh. Nhưng hắn vẫn mạnh mồm trước Dược Lão. Là không sợ Dược Lão trong những màn vả nhau một bên công một bên thủ đâu. Cốt U bán thánh đầu hơi ngu lao vào đánh nhau với Dược Lão. Hắn bắn rất nhiều chất xích vào Dược Lão. Còn về phần Tiêu Viêm đã xác định đối thủ của mình là Đại Thiên Tôn Đấu Thánh 2 sao Trung Kỳ. Tiểu Tiên và Thanh Lân đi đánh vài tên đấu tôn của Hồn Điện. Trở lại với Đại Thiên Tôn sử dụng đấu kỹ Cốt Hoàng Liệt Thiên vào Tiêu Viêm. Là tạo ra một cây đao làm từ xương lợn hay xương heo khổng lồ chém vào đầu Tiêu Viêm. Kèm theo linh hồn công kích. Tiêu Viêm nắm tay đánh một chưởng linh hồn của mình nát linh hồn công kích của Đại Thiên Tôn. Đại Thiên Tôn vẫn cầm đao xương heo chém vào đầu Tiêu Viêm. Tiêu Viêm chống hai tay tạo ra một cột dung nham từ dưới đất phun lên đấm một chém của Đại Thiên Tôn. Nhưng cột dung nham của Tiêu Viêm đã nổ tung. Đại Thiên Tôn cho Tiêu Viêm nghe về đao xương của mình. Hắn đã dùng xương đồng người đúc thành đao. Còn linh hồn hiến tế không rõ bao nhiêu chiếc. Do đó Tiêu Viêm xem thanh đao của Đại Thiên Tôn có nướng lụi được không. Hắn đã sử dụng đấu kỹ Ngũ Luân Lùi Hạ Pháp. Là tạo ra 5 con động vật cho sói báo thung luồng. 5 con động vật đã xoay tròn thành một bánh xe. Đại Thiên Tôn sử dụng đấu kỹ hồn diệt trảm. Rất nhiều linh hồn đã nhập vào thanh đao hóa thành màu đỏ chém đấu khí Ngũ Luân Lùi Hạ Pháp. Tiêu Viêm cho Ngũ Luân Lùi Hạ Pháp va chạm với phát chém đấu khí của Đại Thiên Tôn. Nên đã tạo ra một vụ nổ năng lượng trên bầu trời. Thanh đao của Đại Thiên Tôn đã bật ngược bay vào một ngọn núi nát vụn. Còn Tiêu Viêm đã thu lại 5 con động vật lửa vào trong ngay. Đại Thiên Tôn trên bầu trời đã dụ thanh niên Tiêu Viêm. Tiêu Viêm rất mạnh, hãy gia nhập Hồn Điện. Trước vị Tiêu Viêm sẽ ngang bằng hắn. Tiêu Viêm đã nháy mắt cười đều với Đại Thiên Tôn. Đại Thiên Tôn kể về với Tiêu Viêm về hồn tộc có sức mạnh ghê lắm. Nhưng Tiêu Viêm lại muốn chặt Đại Thiên Tôn lại nhảy lắm thế. Vì vậy Đại Thiên Tôn dùng tay hút lại thanh đao đang ở dưới đất. Hắn cầm đao sử dụng đấu kỹ nhân đao hợp nhất. Khi mất mấy trăm năm mới tu luyện ra chiêu này. Trên đao Đại Thiên Tôn đã xuất hiện ra rất nhiều mạch máu. Đại Thiên Tôn nhập vào thanh đao chém vào cổ Tiêu Viêm cho cụt đầu. Tiêu Viêm sử dụng đấu kỹ lục hợp du thân xích. Là va huyền trọng xích tạo ra vài chiêu huyền trọng xích bao xung quanh cơ thể phòng thủ. Kết quả Tiêu Viêm đã bị Đại Thiên Tôn chém vào vai. Tiêu Viêm bật áo giáp gai Long Hoàng cổ giáp. Nên Tiêu Viêm không bị xuất vai. Mà hắn cầm huyền trọng xích chém vào thanh đao của Đại Thiên Tôn. Lúc này Đại Thiên Tôn trong cây đao đang định lao vào chém Tiêu Viêm bằng tốc độ di chuyển cao. Tiêu Viêm đã sử dụng đấu kỹ Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Là linh hồn từ chân trán Tiêu Viêm đã hiện ra một hình ảnh khổng lồ bọc Tiêu Viêm. Linh hồn khổng lồ của Tiêu Viêm đã há miệng thổi ra gió linh hồn trùng kích. Khiến rất nhiều người hồn điền bị gió linh hồn quét qua đều chết hết. Còn Đại Thiên Tôn bật phòng ngự cũng từ bên trong thanh đao phải hiện ra bên ngoài. Hắn đã lùi về phía sau phật máu mồm trên. Tiêu Viêm đã bồi thêm đấu kỹ Hoàng Tuyền Chỉ, là tạo ra một ngón tay khổng lồ đánh vào Đại Thiên Tôn. Cánh tay Đại Thiên Tôn vừa bị đánh cụt, Tiêu Viêm dùng đấu kỹ Hoàng Tuyền Trưởng, là tạo ra một bàn tay đánh vào cơ thể Đại Thiên Tôn. Đại Thiên Tôn đã cắm xuống mặt đất sâu hơn 100 mét. Tiêu Viêm tạo ra một bàn tay xuống hố sâu để bóp phọt cướp giết Đại Thiên Tôn. Phó Điện Chủ Hồn Điện từ khe không gian đã xuất hiện ngăn cản Tiêu Viêm. Tiêu Viêm làm càng quá hồn tàu sẽ cho Tiêu Viêm thắp hương online tra tiêu chiến. Tiêu Viêm vẫn câu trả lời cũ, tra tiêu chiến chết. Miếng đà xá cổ đế của hắn sẽ thuộc về cổ tộc. Nên Phó Điện Chủ xác định lần này sẽ bắt Tiêu Viêm mang về hồn tộc thăm tra tiêu chiến. Tiêu Viêm đã ném dị hỏa vào cây hố giết Đại Thiên Tôn. Phó Điện Chủ đấu thánh 3 sao hậu kỳ bắn ra một con rồng đen hóa giải dị hỏa của Tiêu Viêm định giết Đại Thiên Tôn. Còn một tay hắn phóng 5 chân xích lao về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đã tạo ra một bàn tay khổng lồ lao thẳng xuống hố giết Đại Thiên Tôn. Long Hoàng Tử Nghiên đã xuất hiện đánh bay 5 chiếc xích của Phó Điện Chủ đang bắn vào Tiêu Viêm. Phó Điện Chủ xin phép Tử Nghiên không nên tham gia trận combat này. Tử Nghiên nghe theo lời Tiêu Viêm sẽ giải thể phân điện này. Cô đi đi lại lại quan sát Phó Điện Chủ.
là phó điện chủ mà không đi ra ngoài này, chắc cũng không bị cô gặp được bắt nạt như giờ. Nhưng phó điện chủ bị Tử Nghiên 18 tuổi dọa, hắn cũng không sợ bị Tử Nghiên kẹp hàng đánh. Trở lại với Tiêu Viêm đã dùng tay nhấc Đại Thiên Tôn bị cụt một bên cánh tay lên bầu trời. Đại Thiên Tôn đã tự bào cơ thể cho nổ bản thân tự sát ôm bom liều chết. Tiêu Viêm đã dùng tay bóp cơ thể Đại Thiên Tôn không cho tự bào. Linh hồn Đại Thiên Tôn đã bay về phía phó điện chủ. Tiêu Viêm đã tạo ra một chiếc lưới lửa nhốt linh hồn Đại Thiên Tôn. Phó điện chủ thấy vậy đã đánh một chưởng khí đen vào Tiêu Viêm. Tử Nghiên đã hóa thành một con rồng lộn màu vàng. Cô đã há mồm ăn hết toàn bộ đấu khí đen vào trong bụng của phó điện chủ. Trở lại với Tiêu Viêm bỏ linh hồn Đại Thiên Tôn vào một chiếc bình phong ấn lại và hắn cất vào chiếc nhẫn đeo trên tay. Chuyển đến chỗ phó điện chủ phát hiện Tử Nghiên thuộc Thái Hư Cổ Long. Hắn không muốn phân điện này bị phá hủy nên đã bóp lệnh bài báo tin cho hồn tộc. Tử Nghiên cười méo mồm báo tin vui cho phó điện chủ. Nơi này đã bị cô sử dụng bí pháp gây nhiễu loạn không gian. Phó điện chủ không gọi điện thoại cho người thân được. Lúc này Tiêu Viêm thề sẽ giải tán hết các phân điện thiên địa nhân của hồn điện. Vì vậy phó điện chủ đã đi sai lầm vài năm là không giết Tiêu Viêm trước khi Tiêu Viêm lớn mạnh như hiện tại. Hắn tiết lộ với Tiêu Viêm, hồn tộc bị quy định các tộc viễn cổ không thể cho ra các đấu thanh 9 sao ra ngoài giết người. Và phó điện chủ đã cho phát nổ tạo ra một lỗ không gian. Phó điện chủ đã biến mất. Tiêu Viêm thấy phó điện chủ chạy mất mẹ rồi. Khi Tử Nghiên cũng không thể ngăn cản. Dù phó điện chủ muốn đi, Tiêu Viêm nhìn đám người hồn điện đang bị đám người Thanh Lân Tiểu Tiên lùa chạy téo khói. Còn Cốt U đang bị Dược Lão đánh cho vã mồ hôi háng. Tiêu Viêm cho Tử Nghiên quan sát Cốt U, đừng để thằng Cốt U này chuồn mất. Sau đó Tiêu Viêm cầm huyền trọng xích chém đôi cái tòa nhà hồn điện, khiến rất nhiều chiếc xích đang trói linh hồn đã bị lộ ra. Tiêu Viêm cắt hết chiếc xích thả linh hồn đi, khiến đám linh hồn quỳ trước Tiêu Viêm đã giải cứu bọn họ. Và đám linh hồn đã chạy ra bên ngoài. Hiện tại Tiêu Viêm phát hiện dưới nền đất có một cỗ năng lượng. Hắn đã đào bới nửa mét phát hiện ra một luồng ánh sáng được những chiếc xích bao bọc xung quanh. Dược Lão khi được Tử Nghiên trợ giúp đã giết chết được Cốt U. Ông đi đến chỗ Tiêu Viêm lên tiếng, đây là linh hồn bản nguyên. Linh hồn bản nguyên này phải hàng trăm nghìn linh hồn của nhân điện mới tạo thành. Cũng may tên phó điện chủ đã vội chạy quên không mang đi. Do đó Tiêu Viêm vẫn chưa hiểu mấy thằng hồn điện bắt nhiều linh hồn làm gì. Dược Lão phân tích về linh hồn bản nguyên. Nếu ai hấp thu linh hồn bản nguyên thì linh hồn người đó sẽ phát triển lên cả đế cảnh. Nên Tiêu Viêm rút ra kết luận, hồn tộc muốn tạo ra một người có linh hồn đế cảnh. Lúc này Dược Lão kể về chuyện ông bị hồn điện bắt. Hồn điện muốn ông luyện chế thuốc gì đó, khả năng thuốc này có liên quan đến linh hồn bản nguyên. Sau đó Dược Lão đề nghị Tiêu Viêm hãy hấp thu cái linh hồn bản nguyên đi. Vật hơi tiếc, và Tiêu Viêm có thể từ linh hồn thiên cảnh hậu kỳ đột phá lên thiên cảnh đại viên mãn. Việc Tiêu Viêm hấp thu dị hỏa tính lên yêu hỏa cũng dễ hơn. Nên Tiêu Viêm đã cất linh hồn bản nguyên vào chiếc nhẫn đeo trên tay. Trải qua một thời gian đã hoàn toàn quét sạch phân điện này. Nhưng các đô tôn của hồn điện chết linh hồn cũng biến mất. Nhóm Tiêu Viêm vừa rời đi, phó điện chủ hồn điện đã quay lại phân điện. Hắn đã điên lên về linh hồn bản nguyên đã bị Tiêu Viêm lấy đi trong mấy trăm năm qua. Lần này phó điện chủ về hồn tộc, hắn sẽ bị lập biên bản xử phạt. Trải qua vài ngày sau, tin tức thiên phủ liên minh đánh nát phân điện hồn điện đã được truyền khắp nơi. Dân chơi Tiêu Viêm đang ở một căn phòng tại Tinh Vân Các. Hắn đã luyện hóa dị hỏa Hải Tâm Diễm và Phần Quyết. Sau đó Tiêu Viêm dùng dị hỏa đốt vi khuẩn loại bỏ một số tạp chất của hồn điện để lại trong cục linh hồn bản nguyên. Tiêu Viêm từ chân trán đã cho ra một linh hồn y hệt Tiêu Viêm. Linh hồn Tiêu Viêm đã hấp thu toàn bộ số linh hồn có trong túi đựng linh hồn bản nguyên. Trải qua một thời gian dài, Lâm Lão của Tiểu Đan Tháp cảm nhận được linh hồn Tiêu Viêm đang đột phá lên thiên cảnh đại viên mãn. Khi ông từ nhỏ chỉ thấy lão tổ của Đan Tháp mới đạt đến thiên cảnh đại viên mãn. Về phần Dược Lão đang vui, ông sẽ mang Tiêu Viêm đến Dược tộc xem sao. Phong Tôn giả lâu lắm rồi mới lên tiếng. Ông sợ Tiêu Viêm tu luyện có kịp thời gian ra lấy dị hỏa tính lên yêu hỏa không? Do hồn điện cũng đang triển khai kế hoạch lấy dị hỏa lần này. Vì vậy Dược Lão tin Tiêu Viêm sẽ ra kịp thời gian. Còn giờ không cho ai đến làm phiền Tiêu Viêm. Tất cả mọi người hãy cách chỗ Tiêu Viêm 1000m. Trải qua rất nhiều ngày sau, các đệ tử Tinh Vân Các cũng bị linh hồn Tiêu Viêm làm cho mất ngủ. Nhưng mọi người cũng dần dần quen được áp lực linh hồn của Tiêu Viêm. Do đó rất nhiều đệ tử đã phát triển linh hồn được một ít. Chuyển đến chỗ Tiêu Viêm đã há mồm hút lại linh hồn của mình vào trong miệng, khiến chấn động Tinh Vân Các. Các đám mây đã vây kín xung quanh. Trở lại chỗ đám người Dược Lão, Đại Trưởng Lão Tiểu Đan Tháp Lâm Lão nhận định
Linh hồn Tiêu Viêm có thể đại chiến với một người đấu thánh hay sao? Tự nhiên nghe vậy giật mình về linh hồn. Còn Dược Lão đang giới thiệu linh hồn đế cảnh cho mọi người. Người đạt đến linh hồn đế cảnh khi bị đánh chết nát cả linh hồn, họ vẫn có thể hồi sinh được một lần nữa. Tuy nhiên Tiêu Viêm giờ mới chỉ là linh hồn thiên cảnh đại viên mãn, đang còn kém một bậc lên đế cảnh. Đại trưởng lão Tiểu Đan Tháp cũng trình bày những gì mình hiểu. Là linh hồn thiên cảnh đại viên mãn của Tiêu Viêm, Tiêu Viêm có thể tách bản thể chính và bản thể linh hồn sức mạnh y như nhau. Trở lại với Tiêu Viêm, hắn cho linh hồn di chuyển khắp Trung Châu. Não bộ Tiêu Viêm nhìn thấy nơi Tịnh Điện Yêu Hỏa sắp xuất hiện. Điện chủ hồn điện đã đánh linh hồn từ trong không gian vào linh hồn của Tiêu Viêm, khiến bản thể chính Tiêu Viêm đầu đang bị đau. Nhưng Tiêu Viêm vẫn chủ được linh hồn. Điện chủ chào Tiêu Viêm tiêu tộc. Tiêu Viêm không biết hắn là ai. Điện chủ hồn điện giới thiệu việc Tiêu Viêm phá nhân điện, sau đó ăn cắp linh hồn bản nguyên mới đột phá linh hồn đến thiên cảnh đại viên mãn. Tiêu Viêm giống Tiêu Huyền đấy. Điện chủ hồn điện hồn diệt sinh đang muốn sau khi có được dị hỏa Tịnh Điện Yêu Hỏa mới bắt Tiêu Viêm. Không ngờ Tiêu Viêm dám đến xem vị trí dị hỏa Tịnh Điện Yêu Hỏa, nên lần này hắn sẽ bắt Tiêu Viêm về hồn điện. Dù linh hồn Tiêu Viêm rất mạnh, nhưng bản thể chính hơi non. Hồn diệt sinh tạo ra một bàn tay cao vài trăm mét giam cầm đánh về phía linh hồn Tiêu Viêm. Lão tổ Đan Tháp hình dạng con người 10 tuổi đang cưỡi con trâu, ông đã tạo ra một bàn tay đánh nát bàn tay của hồn diệt sinh. Hồn diệt sinh bất ngờ lão tổ Đan Tháp lại muốn lấy Tịnh Điện Yêu Hỏa, thì lão tổ Đan Tháp 10 tuổi cho biết ông không muốn dị hỏa Tịnh Điện Yêu Hỏa thuộc về hồn tộc.